Số mấy? 0966. Từ từ. À nạp trực tiếp vô ai tài xế cho em. Ừ, thì tài xế mà. 0966 24 100.000 đúng không? Trăm ngàn. Dạ. Rồi, cảm ơn. Ok. Rồi. Tiếp nha. Dạ. Đứng đây đợi karaoke nè. Trời ơi, tôi ngồi ở Tây Thạnh này 20 phút ngồi ngay quán karaoke mà chả có em gái nào bút trúng hết. Xong bây giờ dính một cuốc đi từ đây về Trường Sa Hoàng Sa gì đấy. 1000 mấy Trường Sa Hoàng Sa cũng ngay Tân Bình luôn. Là nói chung là tôi chạy ngược về lại đó nè. Thấy ông bạn đó, ông đậu gần tôi xong rồi cái ông giờ này không ai nằm ông mua. Thôi cái thẻ tôi nó cũng liên kết với mua cho nên là nạp giùm bạn luôn. Nói chứ nạp ông mua này nó cũng bất tiện lắm nha anh em. Mỗi lần mà muốn nạp tìm người nạp cũng khó nữa. Anh đi Trường Sa đúng không? Một xe máy qua chạm. Quanh 46 nè. Rồi, cảm ơn nhé. Khu này tôi không biết đứng đâu để chở cái sinh. Giờ sáng giờ đưa tôi lên Mạc Đỉnh Chi. Anh đi Mạc Đỉnh Chi. Đây à. Cảm ơn nhé. Giờ lên Mặt Đỉnh Chi giờ đi đâu giờ anh em? Không biết đi đâu luôn á, trời ơi. Mình đi Thảo Điền đúng không? Lên. Thôi hai người lên em chở luôn. Thôi, dạ công an hốt. Giờ này đêm này công an nhiều lắm á. Hai người về chung chỗ hả? Đúng rồi. Ông này nó ngáo sao mà đi giữa đường vậy trời. Công an nhiều lắm. Đâu đến đâu rồi? Đây. Nó cũng gần đến rồi. Còn 1 phút anh. Để đi chung luôn. Rồi. Vâng, tại áo bi em nó ướt á, em mặc áo Gojek. Vừa Gojek vừa bi vừa Grab à? Dạ không, bi với Gojek rồi. Grab nó vẫn đông khách nhất hả? À? Dạ đúng rồi. Cái gì Grab à? Tại vì Grab nó từ ngày xưa rồi. Nhưng mà giá nó còn cao nhất. Đúng rồi, Grab đúng không em? Đúng rồi. Đúng rồi đó. À, lên. Mà xe em chạy nhanh lắm, sao mà chạy chung được? Ừ, không. Chỉ là đợi thôi. Sao là sao hai người không bắt ô tô đi? Em nói thiệt em uống rồi về đi ô tô em ói. À không đây đi à. Được. À. Không phải là bắt ô tô. Để đi dễ lắm nhưng mà bắt ói lắm. À. Số nghèo đi xe máy không đi chơi. Ủa nhưng mà thấy tỉnh quá trời mà xỉn đâu? Không. Lên xe là để mở cửa nha. Nhưng mà mình là hai chị em hả ta? Dạ đúng rồi. À. Bởi vì cứ phải vậy đó. Lúc nào mà không uống á thì đi xe được. À.
rồi, thank you Vinamilk. Trời ơi, giờ này 2:30 mà tôi còn mò xuống xa lộ Hà Nội nữa. Mà giờ có cút gái không lẽ không đi. Trời ơi, ở đây có đường về không đây? Không, xe về luôn rồi. Về đường 64 đúng không? Ở kế bên này khỏi nó. Ở trong này có ông Ngàn không? Không. Chỉ đường như vậy. Lại. Thẳng luôn. Tới cua này quẹo. Ở đây. Đường này không có bên công an, ban ngày ban đêm gì cũng có. Ủa gì kìa? Có ai chạy vô đây giờ, cũng có hàng công an nào đó gắn nó chạy đi đây. Chỉ có 50 không? Không. Giời ơi. Cảm ơn nhé. Ok, bây giờ là 3 giờ sáng rồi anh em ơi, thì tôi sẽ chạy tàn tàn về Bạch Đằng thôi. Nếu mà có đường thì tôi sẽ lộn hẻm rồi. Nếu mà có đường thì tôi sẽ đi tiếp, còn không thì tôi sẽ về luôn. Let's go. Tôi chạy tàn tàn về tới Phan Xích Long luôn rồi đó. Chạy từ Thảo Điền mà chạy xe không đi về tới Phan Xích Long luôn rồi, nó cũng không có nổ. Bây giờ là 3:10 thì tôi bật điều hướng GoCheck rồi các bạn. Tôi sẽ nằm đây tới 7:30. Nếu mà có đơn thì tôi đi, còn không có đơn thì về ha. Nằm đây tầm 20 phút. A few moments later. Mình nằm tầm 10 phút nó nổ đơn bình bi, mà bây giờ nó lại bắt tôi trở về lại lên mắt nữa nè. Chạy ngược về lên mắt lại. Trời ơi anh em ơi, giờ này nó còn gãy cái này của tôi nữa. Chán ghê chứ. Mới bẻ lên bẻ xuống mấy cái gãy cha rồi. Ừ, chắc là đi đơn này xong rồi về luôn chứ. Tôi chạy tay côn mà tôi không có cái đồ để điện thoại, nó khó chịu lắm nè. Chạy xong này đi sẽ không về. Rồi mai gắn cái đồ để điện thoại mới. Có ai về lấy mắt không ạ? Không luôn. Đây. Đúng rồi, anh đây. Anh sao máu rồi đó? Áo bị anh ướt rồi. Trời ơi. Anh hỏi về lấy mắt hả mà? Không trả lời làm quê thiệt chứ. Nhưng mà em đi mà anh mang cái áo quần đó thì em biết anh đặt cho. Ý là anh hỏi về lên mắt đúng không? Cái túi cầm cẩn thận nha. Cái túi để trong đấy. Cái túi bỏ vào đây đi. Ok. Xong rồi đó, đi đi. Ok. Hồi nãy em đặt phường mấy nhờ? Không biết nữa em. Tại vì... 268 rồi em không quen khu này. Tại vì nó định vị của em ở trên iCool á, cho nên là anh chạy lên đó. Hồi sớm em đi lên, người ta cũng chạy em lên iCool làm em đi bộ xuống cái bà luôn đó. Trời ơi, ai mà để em đi bộ vậy? Xe taxi á. Tại vì nó cái định vị Phan Xích Long này nó định vị sai á, cho nên là hồi nãy nó định vị em ở iCool. Cho nên là anh chạy lên iCool. Hồi sớm đi qua người ta cũng hợp lên iCool, người ta đi à. Sao em đi bộ á? Trời đất ơi. Cái ngày gì luôn á? Ngày gì chứ không phải ngày thứ 7 đúng không? Không, cái ngày gì á, hôm nay gặp cái anh xui nữa. À đấy hả?
em mới đi làm về hay em đi hát về? Em tới chơi à. Nãy đi ô tô sao giờ qua đi xe máy rồi? Hồi này đi ô tô cho tóc tai người ngồm cho nó đẹp à. Còn bây giờ mới về tiết kiệm. Vậy giờ về là sao cũng được đúng không? Tình nào nhiều lắm. Giờ này mà tắm gì nữa, khuya rồi. Mai tắm. Ừ, mai tắm đi. Ý là bây giờ đi về thì người mình xấu cũng được, không có ai coi. Tại vì mình về mình cũng tẩy trang rồi thay đồ à. Còn lúc đi thì người ta coi, cho nên là mình phải đẹp, phải sạch. Thế à, thế giờ em cũng đâu có xấu đâu, giờ em cũng đẹp mà. Không, nhưng mà ý là đi về mình tẩy trang này nọ đó, rồi vùi đầu đó à. Giờ đi qua hết chỗ này thôi, chăng. Em ngửi đâu mà nói giọng hay vậy? Em ngửi đâu em vậy? Em ngửi ở Quảng Bình. Quảng Bình hả? Quảng Bình. Là em đang nói giọng của em hay em đang nói là giọng Lai vậy? Em nói giọng của em. Là giọng của Quảng Bình nói vậy luôn hả? Ừ. Trời ơi, nó giống Lai Lai ấy nhờ. Lai cái gì? Lai kiểu em đang kiểu giả giọng á, kiểu giống Lai Lai miền Nam với lại bạn Quảng Bình á. Hả? Ờ. Đâu có giọng của em là vui. Nghe nó vui tai. Giọng em là giống mật ngọt chết rồi luôn á. Nghe là thấy kiến bu rồi. Trời lâu rồi mới á. Chắc khuya vậy luôn. Vậy hả? Ai cũng lâu rồi anh mới chạy khuya vậy luôn á. Thế ban ngày anh làm gì vậy? Ban ngày anh làm mình làm mẩy. Anh làm thinh nữa. À cầm thinh cái giò em. Ok. Quên em ngồi bên. Chọc giò triệu đô mà đúng không? Em năm nay 25 chưa? Chưa. Em đang sinh viên năm 3. Sinh viên năm 3. Ờ là 2K2. 2K3. 2K1. Ủa? Gì? Em đi học trễ 1 năm. Học trễ hay là khai sinh trễ? Em thi rớt đại học xong em ôn lại thi lại. Giờ anh tưởng là sinh viên giờ nghỉ hè rồi mà. Đúng không? Hôm nay là buổi học gần cuối cùng, tuần sau là học thứ tư nữa là nghỉ rồi đó là còn thi nữa. Thi nhưng mà thi thì 1 tiếng 2 tiếng về à. Yeah. Học tuần này là xong rồi đó. Em có đi hoa khôi ở trường không? Có. Trời ơi, nhan sắc này mà không đi thi chắc chết. Giải gì? Giải cao mít nhất. Mít luôn. Mít luôn hả? Trời ơi. Anh có đang vinh hạnh không? Trời, chở mít. Trường nào đây? Phù Tết hả? À. Nghe nói có bạn gì? Bạn Đam Vương của Phù Tết cũng đẹp trai lắm đúng không? Trời, trường cũng có nhiều bạn xinh với bạn đẹp đó. À. Bởi vậy nghe nói gái Hu Test xinh không, giờ thấy em mới công nhận chứ. Ủa là vô Hu Test là phải xinh mới được học hả? Hey. Có tiền đâu cô. À, có tiền nó không phí. À đấy hả? Học trường Hu Test thì nó không có bằng mấy cái trường như là Đại học Kinh tế hay là Đại học Ngân hàng, à. Đại học Ngoại thương. Khi mà mình ra đi làm thì em thấy người ta mình coi trọng mấy cái trường kia hơn một tí. Ờ, à, em học ngành gì? Tại vì Tết là nó được tư. Em học ngành gì? Em học ngân hàng. Ngân hàng hả? À? Ngân hàng là sau này ra làm ngân hàng luôn. Làm giao dịch viên. Trời, giao dịch viên thì không có phù hợp với em. Giờ làm thư ký luôn. Không, em thích làm tín dụng hơn. Tín dụng hả? À? Trời ơi, cái giọng của em vậy thôi chứ biết bao nhiêu người gây nợ. Em nói một cái là người ta âm nợ luôn á. Gây nợ quá trời luôn. Vậy là em còn học 1 năm nữa mới xong á? Ừ. Chuẩn bị nghỉ hè này có xin được làm. À. Em có làm... chứ giờ em không làm gì hết hả? Có, em làm sale. À, em... sale em không thử làm mẫu ảnh đi, anh thấy em cao xinh quá trời. Em có làm mẫu ảnh trời. Nhưng mà mẫu ảnh cũng không có kiếm được ấy. Em cùng làm mẫu ảnh nữa mà. Dạ hả? Không kiếm được ấy là mẫu sao? Ảnh là một buổi là 1 triệu. À. Nhưng mà phải đứng ngoài nắng với lại make up người ta make up đồ dồn á. Ủa thì em tự make up. Em tự make up thì làm sao mà phù hợp với trang phục người ta. Nó không có giống như cái kiểu là nó sẽ ra một cái layout cho em rồi kêu em make up theo cái tông đó hả? Trời, em cũng phải thử trang điểm đâu. À, cũng khó nhờ. Trời, nếu em trang điểm được vậy thì em đi làm make up giàu kiếm thêm cũng được vậy. Thì em chứ đưa cái layout qua mình làm mình vẽ được ly thì thôi, mình đừng có học ngân hàng thì, mình đi học make up đi cho rồi thì kiểu em kiếm mấy cái brand nào nó nổi tiếng ấy
brand nổi tiếng nó còn trà có một chiều à, mấy cái nào mà cao á một ngày là chiều gửi, cái nào bình bình thì em còn nhận xô là một chiều. À, là giá của mẫu ảnh là dao động của đó thôi hả? Không, giá dao động thường là 200-300 nghìn nhưng mà em là một chiều. À, tại vì em có linh báo với lại đi thi này nọ có dài đó là được một chiều. Wow, rồi. Chỉ là mình có hơi có nem tí là được một chiều, còn không có nem là 200-300 nghìn một ngày. À, như vậy cũng không có đủ tiền trang trải á. Em ở đây ở với ai? Em hả? Em ở với thêm một bạn nữa. Thế bình thường em đi học là em book xe em đi hay em đi xe của em? Em có xe. Em có xe hơn. Trời ơi, tuổi nhưng trẻ. Nhưng mà đi uống thì đúng. Tuổi trẻ tài cao thiệt chứ. Không, bạn trai em tặng cho em. Gì hả? Sướng quá vậy. Sao bây giờ bạn trai không chở em về mà để em book xe như thế này? Chia tay rồi. Ơ kìa. Mới bảo bạn trai xong một câu trước câu sau là chia tay liền nhá. Biết nữa quen thì bất thân chia tay mà. Dạ hả? Vậy chắc kiểu ngu của em cũng cao chót vót đúng không? Tiêu chuẩn của em chắc cũng cao tới nóc luôn à. Đâu có. Cao lắm không? Thôi khỏi đi, khỏi yêu đương. Sài Gòn toàn là trai kiểu nhà con trai kiểu hả? Tán cho vui. Ừ, sao lại tán cho vui? Trời ơi, cái bạn... Thôi, ở Sài Gòn toàn con trai vậy không à. Cái bạn mà em nói là em bỏ bạn đó đúng không? Không, em đâu có bỏ đâu, tự nhiên cái hôn nhắn tin cái bây giờ. Trời ơi, bạn đó số hưởng mà không biết hưởng gì hết. Có, có bạn gái như em mà không biết giữ. Thiệt tình luôn á. Mình đẹp mà lo gì em, đẹp thì thiếu gì người theo, thiếu gì người theo đuổi. Tặng qua này nọ thì mình mới yêu đó, xong rồi cái mình yêu rồi xong người ta không yêu mình nữa. Ồ, vậy là kiểu gọi là trap á hả? Ờ, có phải gọi là chat không? 2K3 là tới bây giờ là em trải qua mười mấy mối tình rồi. 2K1. À, 2K1 là mười mấy mối tình rồi. Cư dân á anh. Bắt một. Căn hộ bao nhiêu em? Trời ơi, hỏi căn hộ bao nhiêu nữa. Thì em cư dân. Thôi đưa thẻ cư dân cho người ta coi đi. Mất công quá tự dưng. Ngày nào em đi vô có hỏi đâu. Bình thường á hả, đi vô đâu nó cũng mời em vô. À, chắc là tại đi xe hơi. Vậy hả? À, đi xe hơi là mời vô đúng rồi. Nay tự nhiên đi xe máy người ta bất ngờ. Đây mắc một hả? Mắc một. Là nằm đâu ta? Đi thẳng. À, đi thẳng hả? Ở trong đây buổi tối là người ta chặn lại hỏi thẻ cư dân. À, nhưng mà hỏi mà căn hộ. Ủa mình ở mà căn hộ nào cũng hỏi mình đúng đó. Rồi, hỏi mã căn hộ là thấy vô duyên rồi đó. Riêng tư người thì ta đưa, thích thì đưa thẻ cư dân ra thôi. Chứ hỏi mã căn hộ người ta bảo vệ này thấy ngáo ngáo rồi đó. Tóc sáng phá rồi. Vậy đó hả? Em là cô gái sống về đêm hả? Không. Không hả? Bình thường 11 giờ ngủ rồi. Trời ơi, sao ngoan quá vậy? Thì đi học, em đi học từ 7 rưỡi sáng tới 9 giờ 15 mới về. Ôi ôi. 9 giờ 15 tối là em học dữ vậy? Tại buổi tối là học tiếng Anh giao tiếp, còn buổi ngày là học trên trường. Ờ, lên mắt 1 hả? Đây hả? Sành đây. Ok. Vô đường nào? Hay là ở đây? Ở đây đúng không? Ok. Nè em. Đi. Dạ. Của em 40.000. Anh có thể xin Facebook em được không? Để anh vào anh coi ngắm hoa khôi thử. Trời. Không biết có ra không? Đây hả? Trời ơi, bé em cute. Trời ơi, lần đầu tiên được nhìn hoa khôi luôn á. Em có đi thi cái hoa hồng. À, có gì bình chọn cho em nha. Ok. Thank you Vinamilk. Ok, cái cuốc xe này lúc đầu là tôi tính không đi á anh em. Mà đúng là nếu mà không đi cái cuốc xe này là chắc tiếc lắm luôn á. May quá là tôi vẫn quyết định tôi đi cái cuốc xe này. Mấy bạn nữ như thế này thì chẳng qua là xin Facebook về để ngắm hình cho vui thôi. Chứ tôi nghĩ là tôi cũng không có với tới đâu anh em. Trời ơi, giờ còn chạy xe ôm mà sao mà với tới được người ta. Mà nói chung là em như vậy em cũng thân thiện rồi đúng không anh em. Kiểu cũng xinh mà, xinh đẹp mà này kia mà cũng là nói chuyện, chỉ nói chuyện với shipper thì cũng là gọi là vui vẻ hòa đồng rồi, đâu gì đâu có gọi là phân biệt này kia đâu. Thì chắc là mình sẽ phép dừng video tại đây nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Nếu thấy hay nhớ cho tôi nút đăng ký kênh nha.
ấn like và để lại comment của anh em để mình có thể tương tác với anh em nha. Với ba anh em, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.